Hello, em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh kể chuyện của em. Mến chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì đến với chương trình kể chuyện hôm nay, em muốn gửi đến quý vị câu chuyện nói về véo mướp. Hai cái véo mướp. Câu chuyện này rất là mang đến những niềm vui thú vị đến cho quý vị. Thì câu chuyện như thế này là có một cái anh chàng này đẹp trai, cao to, lực lưỡng và có yêu một cô gái. Và cô gái này rất là xinh đẹp. Hai người yêu nhau đắm đuối nhưng mà rất là coi như là không có ăn cơm chứ cản, giữ khoảng cách đó quý vị. Thì yêu nhau đến nỗi mà hứa hẹn là anh sẽ cưới em. Thì định là sang năm sẽ cưới cô này. Đó thì hai người hiểu nhau, yêu nhau lắm nhưng mà cũng như chỉ là nói chuyện rồi chứ chưa có làm chuyện đó bao giờ. Thì đến một ngày nọ thì cái anh này ảnh mới hẹn cô này ra bụi chuối mà tâm sự đó quý vị. Hồi xưa hay trai gái yêu nhau hay tâm sự ngay bụi chuối lắm. Thì cô này cổ cũng như là thương cái anh này dữ lắm luôn, cho nên là tin tưởng tuyệt đối. Thì cái bữa hôm đó không biết sao cái con người của anh này nó rạo rực lên. Cái ảnh nhìn cô người yêu mình đẹp quá chịu không nổi. Thì ảnh mới nói: em ơi, trước sau gì anh cũng sẽ cưới em, em cũng sẽ làm vợ anh, em tin anh nha. Dạ em tin anh mà. Thì cô này cũng như tin tưởng tuyệt đối, đâu có nghĩ gì. Ảnh mới nói: bữa nay anh thấy em đẹp quá, không mấy em kéo gáo chút xíu cho anh nhìn cái đi. Anh không có làm cái gì đâu, như là anh thấy em đẹp quá thì như anh chỉ thích nhìn thôi à. Chị cô này cũng nghĩ: trời, sao bữa nay người yêu mình ảnh đòi hỏi kỳ quá. Nhưng mà thôi kệ đi, cũng đâu mất mát gì đâu, của mình cũng còn nguyên à. Thì cổ mới nói: dạ được rồi. Thì cổ mới kéo kéo nhẹ nhẹ. Thì anh nội, ông nội này ông nhìn. Ông nhìn xong thì đàn ông mà thà không có nhìn thì thôi, nhìn là tất như nửa kính nửa hở đó. Thì gái quê nó đẹp nữa, mà yêu cô này lâu rồi. Cho nên là ảnh này mới nói: không mấy em ơi, trong người anh nó gạo gực quá, không mấy em cho anh sợ cái đi, anh không có làm cái gì đâu, phải không? Thì cô này cũng nói: trời, trước sau gì mình cũng làm vợ ảnh mà, ảnh sợ cái thì có sao đâu, của mình cũng còn y nguyên mất mát gì đâu. Thì cô mới nói: dạ được. Thì ông nội ổng mới sờ lên, thì ông thấy sao mà trên cái ngực cô này bên trái á, nó có một cái hình mặt một cái người đàn ông mà không phải là mình. Thì ảnh mới nói: ủa em ơi, đây là ai vậy? Thì cái anh này mới nói: chứ đây là người yêu cũ của em đó. Thì khi mà nói vậy đó, cô này cổ nói là đây là người yêu cũ của em. Thì anh này ảnh nói: em ủa, người yêu cũ em hả? Sao rồi đó giờ anh không nghe em nói? Thì cổ mới nói: chứ thôi bây giờ lỡ anh thấy rồi thì thôi, em cũng không giấu gì anh. Cái người đàn ông trong cái hình này ngay cái xăm ngay ngực em là mối tình đầu của em, mà em yêu anh này đậm sâu dữ lắm, mà anh này thì ảnh cũng yêu em dữ lắm, mà không biết sao nữa, hai đứa không có hợp nhau. Thì hai đứa rồi vì một cái lý do cũng khá là tế nhị thì tụi em mới chia tay nhau. Thì ảnh cũng có vợ rồi, em thì lúc trước em bị giống như yêu quá thì em mới xăm hình ảnh lên ngực em, chứ để mà tưởng nhớ đến cái mối tình đẹp đó. Chứ hai đứa em thì như cũng chưa có làm gì với nhau hết á, chỉ là yêu nhau một cái tình bạn trong yêu, tình yêu trong sáng vậy đó. Đó thì em nói để anh hiểu, chứ chờ bây giờ em hết yêu ảnh rồi, bây giờ cái người mà em yêu là anh, cho nên anh đừng có ghen với ảnh làm chi nha anh, tội nghiệp em. Thì cái anh chàng này anh mới nghĩ: chứ trời, cái người yêu cũ của em mà xưa rồi anh nấu ghen chi đó. Thì cái chuyện qua rồi thôi, miễn là bây giờ trong lòng em có anh là được rồi đó. Thì đàn ông vậy mới là đàn ông như quý vị. Thì cô gái này cổ cũng như thấy anh này cũng như là mình cũng có lỗi với ảnh quá, mà giờ mình xăm hình đến đây ngực người yêu trái bên trái là ngực bên trái mình là hình người yêu cũ, thành thử ra cổ mới thấy ăn năn ấy nấy quá. Bây giờ mình sắp cứ lấy ảnh rồi mà vậy không được. Thì để cho anh hiểu được cái tấm lòng của mình thì con này cổ mới nói: chứ bây giờ á, hay là anh có muốn là em xăm hình mặt của anh bên đây không, bên phải của em không, để mà cho anh thấy được cái tấm lòng của em dành cho anh, tình yêu của em dành cho anh
Thì anh em mới nói thôi thôi thôi, anh không có thích đâu. Cái cô này cô nói ủa bộ anh còn giận em cái chuyện đó hả? À, em đã nói rồi, em với người đó bây giờ không còn cái liên quan gì nhau chân á. Đó, ảnh cũng có vợ em thì cũng có anh rồi. Đó thì cái anh em nó không có, anh đâu có ghen, anh có giận gì đâu. Mà ý anh nói là anh không có thích là 10 năm nữa cái mặt anh nó dài xuống dưới cái rúng của em á. Cho nên là anh không có thích. Đừng có xăm hình mặt anh vô đây nghe không? Ý nó là vớ mướp đó quý vị. Bây giờ thì nó nằm ở đây nhưng mà 10 năm nữa thì nó nhiều khi có con có cái rồi đó, rồi hả thời gian thay đổi thì nó dài tới cái lỗ rúng luôn không chừng. Cái mặt của anh nó cũng sẽ dài theo như vậy. Trời ơi anh nói gì kỳ vậy anh. Thì nó sự thật đó là như vậy quý vị. Thì đây là cái câu chuyện mang tính chất cái chuyện Tú Lâm hài. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.